Ukraine từ bỏ quy chế không liên kết, tin từ Kiev, Ukraine. Quốc phòng của Ukraine đã biểu quyết thông qua việc từ bỏ quy chế không liên kết của mình và hướng tới việc làm thành viên trong NATO. Nga phản ứng nhanh chóng trước việc này, gọi đó là một bước đi không hữu hảo, sẽ chỉ gây thêm phiền toái trong các mối quan hệ. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cam kết sẽ tìm cách đạt được địa vị thành viên của NATO, quanh chuyện Nga ủng hộ cho các phiến quân ở Biển Đông. Nga bác bỏ việc có cung cấp vũ khí cho các phiến quân, nhưng bị Liên Âu và Hoa Kỳ áp lệnh các lệnh trừng phạt liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine. Các dân biểu Ukraine đã ủng hộ mạnh mẽ bước đi mới này với 303 phiếu thuận và 8 phiếu chống. Quy chế không liên kết mà Ukraine xác lập vào năm 2010 dưới áp lực của Nga là quy chế khiến cho Ukraine không được tham gia vào các liên minh quân sự.